Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Ai là triệu phú. Xin chào các quý vị khán giả và chào chú Đinh Tiến Dũng. Cháu tên là Vi Thị Lan, cháu đến từ Bắc Giang. Cháu tham gia cuộc chơi vì mục đích là muốn học hỏi thêm được nhiều kiến thức mới mẻ ạ. Cháu xin cảm ơn ạ. Chúng ta có tất cả 15 câu hỏi, trong đó có 3 mốc quan trọng là 5, 10 và 15. Bạn sẽ có 3 quyền trợ giúp, đó là 50-50. Gọi điện thoại cho người thân, hỏi đồng hành với bạn. Và kể từ câu số 6, bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến hai nhà thông thái. Cháu đã sẵn sàng ạ. Thưa quý vị, người chơi của chúng tôi đã sẵn sàng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Câu hỏi đầu tiên: đâu là tên cây cầu ở thủ đô Hà Nội? Cầu Trường Tiền, cầu Long Biên, cầu Vàng hay là cầu Mỹ Thuận? Đáp án cuối cùng của cháu là B, cầu Long Biên. Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 2. Ma mút là tên một loài vật nào đã tuyệt chủng? Cá sấu, tê giác, ngựa hay là voi? Ma mút là một tên một loài vật nào đã tuyệt chủng? Đáp án cuối cùng của cháu là D, voi. Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. Câu thành ngữ nào dùng để nói về những người lười biếng, không chịu làm ăn? Ăn trực nằm chờ, ăn không ngồi rồi, ăn cháo đá bát, ăn chắc mặc bền. Câu thành ngữ nào dùng để nói về những người lười biếng, không chịu làm ăn? Đáp án cuối cùng của cháu là B, ăn không ngồi rồi. Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Câu hỏi số 4. Đâu là một nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu máu của cơ thể? Thiếu nhôm, thiếu đồng, thiếu sắt hay thiếu bạc? Đâu là một nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu máu của cơ thể? Đáp án cuối cùng của cháu là C, thiếu sắt. Xin mời vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Câu hỏi số 5. Từ nào sau đây viết đúng chính tả tiếng Việt? Sơ xài, sơ xài, sơ xài hay là sơ xài? Từ nào sau đây viết đúng chính tả tiếng Việt? Đáp án cuối cùng của cháu là B. Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Bạn đã vượt qua câu số 5, phần thưởng của bạn bây giờ đang là 2 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 6, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 3 triệu đồng. Và kể từ câu số 6, bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến hai nhà thông thái. Bạn sẵn sàng đến với câu số 6 chưa? Cháu đã sẵn sàng. Xin mời câu hỏi số 6. Theo World Atlas, quốc gia nào hiện sở hữu số lượng núi lửa nhiều nhất Đông Nam Á và thứ 3 thế giới? Philippines, Malaysia, Indonesia hay là Myanmar? Câu trả lời cuối cùng của cháu là C, Indonesia. Phương án C. Và đây là một đáp án. Xin mời vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Thì Indonesia là có vị trí địa lý nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương và sở hữu 139 ngọn núi lửa, đứng thứ 3 thế giới. Hiện nay thì cảnh quan núi lửa cũng là những điểm đến thu hút khách du lịch tới Indonesia. Như vậy là người chơi của chúng ta đã vượt qua mốc số 6, phần thưởng hiện tại bây giờ đang là 3 triệu đồng. Nếu vượt qua mốc số 7, phần thưởng sẽ tăng lên là 6 triệu đồng. Và bạn vẫn còn nguyên cả 4 quyền trợ giúp. Xin mời câu hỏi số 7. Quốc gia nào sau đây ấn định quốc khánh là ngày mà một nhà thám hiểm của họ đã tìm ra châu Mỹ? Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp
hay là Anh? Theo cháu được tìm hiểu thì Tây Ban Nha ấn định Quốc Khánh là ngày mà một nhà thám hiểm có họ đã tìm ra châu Mỹ. Đáp án cuối cùng của cháu là B ạ. Câu B là đáp án cuối cùng của bạn. Và đây là một đáp án B hoàn toàn chính xác. Bạn đã vượt qua câu số 7. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 6 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 8, phần thưởng sẽ tăng lên 10 triệu đồng. Và bạn vẫn còn nguyên cả 4 quyền trợ giúp. Xin mời câu hỏi số 8. Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2024 sẽ diễn ra tại quốc gia nào? Australia, Hàn Quốc, Brazil hay là Nam Phi? Câu này đối với cháu hơi khó, cháu xin dùng sự trợ giúp là gọi điện thoại cho người thân ạ. Gọi điện thoại cho người thân. Rồi, chúng ta đã có tín hiệu. Tôi trợ giúp cho bạn, đáp án của câu hỏi này là đáp án C. Xin cảm ơn ạ. Cháu rất tin tưởng người thân của cháu. Đáp án cuối cùng của cháu là C ạ. Phương án C. Phương án trả lời chính xác của câu này sẽ có số ít phút nữa. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Phương án C là đáp án cuối cùng của bạn. Và đáp án đúng của câu này C, hoàn toàn chính xác. Với câu trả lời rất nhanh của mình, bạn đã vượt qua câu số 8. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 10 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 9, phần thưởng của bạn đã tăng lên là 14 triệu đồng. Và bạn còn 3 quyền trợ giúp. Xin mời câu hỏi số 9. Có mấy ngôn ngữ chính thức ở Luxembourg? 1 2 3 hay là 4? Câu này cháu phân vân giữa C và D. Em cháu sử dụng sự trợ giúp 50-50. 50-50. Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ giúp đi hai phương án không chính xác ạ. Đáp án cuối cùng của cháu là C ạ. Lựa chọn phương án C. Và đáp án đúng của câu này C, hoàn toàn chính xác. Vì người Luxembourg nói ba thứ tiếng là tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Luxembourg. Tiếng Đức và tiếng Pháp sử dụng trong hành chính, tiếng Luxembourg là thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Bạn đã vượt qua câu số 9. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 14 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 10, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 22 triệu đồng. Và bạn còn 2 quyền trợ giúp nữa. Xin mời câu hỏi số 10. Diêm dân là người làm nghề gì? Làm tranh dân gian, làm muối, làm diêm hay là làm gốm? Theo cháu được tìm hiểu, diêm dân là người làm nghề làm muối. Đáp án cuối cùng của cháu là B ạ. Phương án B. Và đây là một đáp án
B. Hoàn toàn đúng. Bạn đã vượt qua câu số 10. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 22 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 11, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 30 triệu đồng. Bạn sẵn sàng đến với câu 11 chưa? Lâu lắm tôi mới được ký xét. Vâng. Cảm ơn. Xin mời câu số 11. Bản giao hưởng giọng si thứ với biệt danh Bỏ Dở là tác phẩm của nhà soạn nhạc thiên tài nào? Mozart, Beethoven, Schubert hay là Johann Sebastian Bach? Bản giao hưởng bạn vẫn còn hai quyền trợ giúp nữa. Câu này cháu không có dữ liệu nên cháu xin dùng quyền trợ giúp là hỏi bạn đồng hành ạ. Người đồng hành với bạn. Trợ giúp cho người chơi của chúng tôi, mời bạn. Ở câu hỏi này, tôi nghiêng về phương án C nhiều hơn. Xin cảm ơn bạn đồng hành ạ. Cháu tin tưởng bạn đồng hành của mình. Đáp án cuối cùng của cháu là C ạ. Lựa chọn phương án C. Và đáp án đúng của câu này. Và C là một phương án chính xác, thì chúc mừng bạn. Và tôi sẽ vui mừng gửi tặng bạn một tấm séc. Tấm séc của bạn. Cháu cảm ơn. Xin mời câu hỏi số 12. Sân bay nào nằm ở vị trí thấp nhất thế giới so với mực nước biển? Denver, Mỹ, Baiyuda, Israel, Anfat, Iran hay là Mataveri, Chile? Câu này cháu cũng không biết. Cháu xin phép dùng sự trợ giúp hỏi ý kiến của các nhà thông thái ạ. Hỏi ý kiến nhà thông thái. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng các nhà thông thái ạ. Tôi nghĩ đáp án của câu hỏi này sẽ là đáp án D. Tôi xin trợ giúp câu hỏi này là đáp án B. Xin cảm ơn nhà thông thái ạ. Cháu nghe theo nhà thông thái, đáp án cuối cùng của cháu là B ạ. Đáp án của bạn là B. Trao đổi nhanh như vậy, đôi khi chúng tôi không kịp ngăn cản. Câu trả lời chính xác của câu hỏi này sẽ có sau ít phút nữa. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Phương án B. Và đáp án đúng của câu này. B. Hoàn toàn đúng. Bạn muốn có một tấm séc của tôi. Và bạn đã hiện thực hóa được việc đấy. Cháu xin cảm ơn ạ. Xin mời câu hỏi số 13. Nhân vật thám tử Hercule Poirot được sáng tạo bởi nhà văn nào? Agatha Christie, Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle hay là Charles Dickens?
Câu này cháu đã từng được nghe qua nhân vật thám tử Hercule Poirot được sáng tác bởi nhà văn Agatha. Đáp án cuối cùng của cháu là A. Phương án A. Và đáp án đúng của câu này và phương án A là phương án chính xác. Xin chúc mừng bạn. Agatha Mary Clarissa sinh năm 1890 và mất năm 1976, thường được biết đến với tên là Agatha Christie, là một nhà văn trinh thám người Anh đã sáng tác được hơn 80 tiểu thuyết trinh thám trong cuộc đời của mình. Bà được coi là nữ hoàng trinh thám và là một trong những nhà văn quan trọng và sáng tạo nhất của thể loại này. Và tôi sẽ vui mừng gửi tặng bạn một tấm séc của bạn. Cháu cảm ơn ạ. Xin mời câu hỏi số 14. Ngày nào hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn là ngày quốc tế gia đình? 20 tháng 3, 15 tháng 5, mùng 5 tháng 6 hay là 19 tháng 11? Theo cháu được tìm hiểu, hàng năm quốc tế gia đình được Liên Hợp Quốc chọn là ngày 15 tháng 5. Đáp án cuối cùng của cháu là B ạ. Câu B. Riêng với câu này thì câu trả lời B hoàn toàn chính xác. Bạn muốn có một tấm séc của tôi và bạn đã hiện thực hóa được việc đấy. Cháu cảm ơn ạ. Xin mời câu hỏi số 15. GSI Impact Ranking là bảng xếp hạng theo chuẩn của Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực gì? Môi trường, giáo dục, xóa đói giảm nghèo hay là bình đẳng giới? Câu này cháu nghiêng về giáo dục. Đáp án cuối cùng của cháu là B, giáo dục. Đáp án của bạn là B. Và đáp án đúng của câu này và phương án B là phương án chính xác. Xin chúc mừng bạn. Thực hiện được hành trình từ câu hỏi số 1 và đến tận câu hỏi số 15. Xin chúc mừng bạn. Và xin thay mặt chương trình, tôi sẽ gửi tặng bạn tấm séc của bạn. Cháu xin cảm ơn ạ. Vâng, bạn là một trong những người chơi rất xuất sắc của chương trình Ai Là Triệu Phú. Rất cảm ơn bạn vì đến tham dự chương trình và có một phần thi hết sức xuất sắc. Và đây là phần thưởng rất xứng đáng với bạn.